Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, sáng ngày 5 tháng 9, gần 34.000 học sinh ở các ngành học cấp học trong toàn huyện đã tưng bừng bước vào năm học mới, năm học 2013-2014. Năm học này có chủ đề năm học kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục và kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh. Cùng chung vui với ngành giáo dục, nhân dịp này, đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh và các đồng chí Nguyễn Thị Huân, Tỉnh ủy viên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Hoàng Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Vũ Văn Học, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, cùng các đồng chí trong Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, đại diện các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện đã tới dự lễ khai giảng năm học mới tại một số trường học trên địa bàn. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên. Tại trường Trung học phổ thông Đông Triều, niềm vui với thầy và trò được nhân đôi bởi đây là năm học lần thứ 50 của nhà trường. Đặc biệt trong buổi lễ khai giảng năm học mới 2013-2014, trường Trung học phổ thông Đông Triều đã vinh dự được đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai trường. Mặc dù trời mưa, nhưng ngay từ sáng sớm, các em học sinh đã háo hức đón chờ ngày lễ quan trọng nhất của năm học. Trong không khí tưng bừng phấn khởi, lễ khai giảng năm học mới đã để lại nhiều cảm xúc với mỗi em học sinh. Đây là năm học mới thì giống như bao bạn học sinh của khối 10 của trường Trung học cơ sở Đông Triều thì Trung học phổ thông Đông Triều thì em đều có một tâm trạng là bỡ ngỡ trước ngày đầu vào lớp 10. Nhưng mà nhân ngày kỷ niệm 50 năm thành lập trường thì em cũng thay mặt cho các bạn học sinh trong trường thì sẽ cố gắng phấn đấu học tập thật tốt để xứng đáng là học sinh của trường Đông Triều. So với những năm học về trước, đây là mùa khai giảng cuối cùng của em thì em cảm thấy rất bồi hồi và xao xuyến và có một chút gì đó tiếc nuối khi mà vào thời điểm này của sang năm đã không còn ngồi trên ghế nhà trường nữa. Và em sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện năm học cuối này thật tốt, giành những kết quả cao nhất để chào mừng, để đền đáp công ơn thầy cô cũng như là chào mừng ngày kỷ niệm 50 năm của trường. Trong bài diễn văn khai giảng năm học mới của thầy hiệu trưởng năm học 2012-2013 vừa qua, trường Trung học phổ thông Đông Triều đã đạt được nhiều thành tích trong công tác dạy và học. Toàn trường có gần 60% học sinh đạt học lực khá giỏi, trên 96% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá và tốt, 34 em học sinh giỏi cấp tỉnh. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt trên 95% và có trên 70% học sinh đỗ vào các trường đại học cao đẳng. Sau tiếng trống khai trường, đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã phát biểu ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà trường Trung học phổ thông Đông Triều đã đạt được trong năm học vừa qua. Về nhiệm vụ năm học mới 2013-2014, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: nhà trường cần phải quan tâm đến việc giáo dục toàn diện các bộ môn học với các em học sinh và mỗi thầy cô giáo phải là niềm tin, chỗ dựa cho các em trong việc giáo dục đạo đức nhân cách, tránh xa các tệ nạn xã hội. Để việc dạy và học đi vào chất lượng, các thầy cô giáo cần khuyến khích học sinh tự say mê sáng tạo, tìm tòi những phương pháp học hiệu quả. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy còn yêu cầu các ngành các cấp cần chung tay đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất nhà trường để các em học sinh được học tập trong môi trường tốt nhất. Nhân dịp này, trường Trung học phổ thông Đông Triều đã vinh dự được đón nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối Trung học phổ thông của Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng. Tại lễ khai giảng năm học mới, trường Trung học phổ thông Đông Triều còn tổ chức vinh danh các em học sinh có thành tích cao trong kỳ thi đại học năm 2013 và tuyên dương khen thưởng các em học sinh đỗ vào lớp 10 với điểm số cao. Với truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành, năm học mới 2013-2014 thực sự có ý nghĩa với thầy trò trường Trung học phổ thông Đông Triều. Năm học mới này, trường sẽ thực hiện tốt 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu xây dựng trường Trung học phổ thông Đông Triều trở thành trường chất lượng cao và đạt chuẩn quốc gia vào cuối năm 2013. Năm học 2013-2014 là một cái năm học rất có ý nghĩa đối với nhà trường Trung học phổ thông Đông Triều để chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh, đồng thời là chào mừng kỷ niệm 50 năm được Trung học phổ thông Đông Triều vào ngày 17-18 tháng 11-2013.
thầy và trò đã xác định và nhà trường đã xác định là một năm mà thầy trò phải quyết tâm thi đua để thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ, để thực hiện nhiệm vụ là tuyên truyền cái truyền thống 50 năm của nhà trường, đồng thời là một cái tổ chức một ngày kỷ niệm là gọn nhẹ và đầy cái bổ ích để làm thế nào các em được nắm được các cái truyền thống của nhà trường, cũng như là một cái nơi gặp gỡ của các thế hệ học sinh, của các thầy cô, cán bộ, nhân viên nhà trường về để ôn lại những kỷ niệm trong 50 năm qua. Ngay sau phần lễ trang trọng, Trường Trung học Phổ thông Đông Triều đã tổ chức tốt phần hội với các hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi, thu hút các em học sinh tham gia. Thời tiết của buổi sáng ngày khai giảng không mấy thuận lợi, song mới hơn 7 giờ sáng mà các em học sinh của Trường Trung học Cơ sở Hưng Đạo đã có mặt đông đủ với đồng phục gọn gàng và xếp hàng ngay ngắn. Lễ khai giảng năm nay còn sự tham gia của đại diện lãnh đạo huyện, địa phương, các bậc phụ huynh và các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn đến tặng hoa và chia vui. Trong năm học mới này, niềm vui như được nhân lên gấp đôi khi cô và trò nhà trường được vinh dự đón nhận bằng công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn 1. Chính điều này đã là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với cô và trò nhà trường với đầy quyết tâm trong năm học mới. Trong không khí tưng bừng của ngày hội cả nước đón chào năm học mới và trong không khí tưng bừng của Trường Trung học Cơ sở Hưng Đạo, chúng em được đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia, là một học sinh của Trường Trung học Cơ sở Hưng Đạo, em cảm thấy rất vinh dự và tự hào với những thành tích của nhà trường đã đạt được. Là một học sinh, em xin hứa sẽ cố gắng học tập, tu dưỡng rèn luyện đạo đức để xứng đáng với những thành tích của nhà trường đã đạt được. Trong những năm học vừa qua, cô và trò Trường Trung học Cơ sở Hưng Đạo đã không ngừng phấn đấu vươn lên trong công tác dạy và học. Những thành tích dày lên theo năm tháng, cơ sở vật chất nhà trường ngày càng khang trang, đồng bộ, đội ngũ giáo viên ngày càng được chuẩn hóa. Trong các phong trào thi đua, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đáng phấn khởi. Đặc biệt, ngay từ đầu năm học 2012-2013, nhà trường cũng như tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đã đề ra nhiều chương trình thi đua học thật tốt, dạy thật tốt để phấn đấu giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia trong những năm tiếp theo. Trong năm học 2013-2014, thì cái nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường đó là tích cực và đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Thế và thực hiện các cuộc vận động, các phong trào do ngành giáo dục phát động và phấn đấu trong những năm tiếp theo, nhà trường sẽ đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2. Năm học mới bắt đầu, những trang giáo án đã mở ra. Cô và trò Trường Trung học Cơ sở Hưng Đạo lại bước vào cuộc hành trình mới. Môi trường giáo dục lành mạnh cùng với tình yêu nghề tha thiết, tin rằng trong năm học mới này, thầy trò Trường Trung học Cơ sở Hưng Đạo sẽ đạt được nhiều thành công mới, những thành công trong sự nghiệp chồng người. Trong năm học vừa qua, Trường Tiểu học Vĩnh Khê đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Chất lượng dạy và học tiếp tục được duy trì và phát triển tốt hơn so với những năm học trước. Tỷ lệ học sinh đạt loại giỏi và khá, chất lượng mũi nhọn với những thành tích vượt trội, trên 800 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp. Năm học vừa qua, Trường Tiểu học Vĩnh Khê đã vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ thi đua đơn vị tiêu biểu xuất sắc. Đây là nguồn động viên rất lớn để cô và trò Trường Tiểu học Vĩnh Khê tiếp tục cố gắng thi đua, dạy thật tốt, học thật tốt và đạt nhiều thành tích cao trong năm học mới này. Hôm nay, cháu rất vui vì được gặp lại thầy, cô và các bạn, đặc biệt là trong không khí tưng bừng của ngày khai giảng hôm nay. Bước vào năm học mới, cháu xin hứa sẽ học tập thật tốt, để sẽ là một người con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, để được bạn bè yêu quý, thầy cô tin yêu và là niềm tin cho gia đình. Tôi rất vui và phấn khởi tự hào khi năm nay Trường Tiểu học Vĩnh Khê được đón nhận cờ thi đua do Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng dành cho đơn vị tiêu biểu xuất sắc nhất năm học 2012-2013. Trước thềm năm học mới, cũng là một cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường, tôi rất tự hào và cũng đồng thời cũng xin tự hứa sẽ rèn luyện, cố gắng phấn đấu, tu dưỡng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thật vững vàng để góp phần vào những thành tích của nhà trường. Năm học 2013-2014 này, Trường Tiểu học Vĩnh Khê có trên 1.000 học sinh, trong đó học sinh lớp 1 có hơn 270 học sinh. Phát huy những thành tích đã đạt được, trong năm học này, cô và trò Trường Tiểu học Vĩnh Khê sẽ thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá,
tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với năng lực của học sinh và tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Năm học 2013-2014, với cái năm học đầu tiên triển khai kết luận của nghị quyết Trung ương 6, toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, các chỉ thị của các ban, các cấp, các ngành triển khai và tiếp tục phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Vũ Văn Học, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà trường tiểu học Vĩnh Khê đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí yêu cầu trong năm học 2013-2014 này, nhà trường tiếp tục phát huy những thành tích, không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy thật tốt, học thật tốt, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của phụ huynh học sinh. Nhân dịp này, trường tiểu học Vĩnh Khê đã vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ đơn vị xuất sắc tiêu biểu. Nhà trường cũng đã tổ chức khen thưởng cho các em học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2012-2013 và tặng quà cho những học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn.